Rồi, mục tiêu bài học. À, mấy bạn có giáo trình chưa vậy? Alo. Dạ chưa. Ồ, chưa có giáo trình nữa hả? À, mấy bạn liên hệ với bộ môn. À, coi có thầy cô trực ở bộ môn á thì mình đăng ký ha. Năm nay giáo trình cũng hơi chỉnh sửa chút xíu ở các phần mục tiêu theo theo cái quy định mới của bên sư phạm đi học ha. Chỉnh sửa mục tiêu và các lượng giá, những câu hỏi lượng giá nó sẽ đi theo sát cái mục tiêu của mấy bạn. Còn nội dung cái bài bài viết á, thì cũng chưa có thay đổi gì nhiều. Do đó thì nếu mà tốt á, thì tốt nhất thì mình đăng ký giáo trình mới, còn mấy thì kẹt quá thì mấy bạn có thể mượn của đàn anh ha, lớp đàn anh trước mấy bạn 1 năm 2 năm thôi, chứ đừng có mượn những cái tài liệu cũ quá ha. Cái slide đầu tiên thì tôi giải thích cái hai cái danh từ số ít và số nhiều của cầu khuẩn. Nói về cầu khuẩn thì nó gồm có rất là nhiều cái họ ha, họ vi khuẩn có dạng hình cầu. Thì nhuộm RAM nó sẽ chia các cầu khuẩn thành hai nhóm. Theo cái đặc điểm bắt màu của thuốc nhuộm RAM là các cầu khuẩn RAM dương và cầu khuẩn RAM âm. Thì ở cầu khuẩn RAM dương đó thì trong chương trình các anh chị sẽ được giới thiệu về các vi khuẩn thuộc họ tụ cầu và họ liên cầu. Còn RAM âm á thì các anh chị sẽ được giới thiệu về các cầu khuẩn thuộc họ Neisseria. Thì có rất là nhiều họ và trong mỗi họ nó sẽ có rất là nhiều giống và mỗi giống nó sẽ có rất là nhiều loài. Thì với một cái số lượng vi khuẩn lớn như vậy nhưng mà các cầu khuẩn nó có hai cái đặc điểm chung mà mấy bạn cần phải lưu ý, cần phải nhớ, đó là gây viêm và có sinh mủ. Và khi gây bệnh thì nó có tính chất hướng về một cái tổ chức thường gặp nào đó của một cái giống loài cầu khuẩn đó. Ví dụ như con cầu khuẩn lậu thì nó hay gây bệnh ở đường tiết niệu sinh dục, hay là con não mô cầu, cầu khuẩn màng não đó thì nó gây viêm màng não, màng não tủy, gây viêm mủ màng não tủy. Đó là hai cái đặc tính chính ở các cầu khuẩn gây bệnh mà các bạn cần phải nhớ. Rồi nói về tụ cầu thì về mặt hình thể ha, đây là cái tiêu bản nhuộm gram ở độ phóng đại 1.000 lần. Và mấy bạn đi thực hành vi sinh rồi phải không? Có đi đi ở lab chưa? Lab bộ môn rồi chưa? Chưa chưa thầy chưa rồi. Thì sắp tới thì chắc có lẽ cũng phải sắp xếp để mấy bạn phải thực hành ở lab. Thì đây là cái tiêu bản mà mấy bạn sẽ được quan sát và được hướng dẫn cách nhuộm ha, cách nhuộm và chỉnh soi với kính hiển vi một cái tiêu bản của tụ cầu gây bệnh. Đây là tiêu bản của con tụ cầu vàng Staphylococcus aureus. Đây là độ phóng đại 1.000 lần ha, chụp khi mà mình đặt mắt vào hai cái thị kính của kính hiển vi đó, mình nhìn vô mình sẽ thấy một cái vùng sáng và trong đó có những cái tế bào chấm màu tím rất là nhiều, hình thành từng chùm ha. Và một cái vùng sáng như thế này gọi là một cái quang trường ha, trên đó có rất là nhiều cái tế bào chấm nhấm nhỏ nhỏ li ti này ha, là những tế bào vi khuẩn ha, có hình cầu bắt màu tím, tức là nó là RAM dương và nó xếp thành từng cái chùm ha, giống như chùm nho. Người ta phóng đại với độ phóng đại lớn hơn với kính hiển vi điện tử ha, nhìn nó giống như chùm nho ha.
nhìn liên tưởng với cái chùm nho thật ở dưới đây. Nó, chính vì cái cách sắp xếp cái hình dạng và cách sắp xếp của các tụ cầu nó giống như chùm nho, do đó cái người ta đặt cái tên đó là tên giống đó là Staphylin, là cái tiếng Hy Lạp nó là cái chùm nho ha. Rồi để giải thích cho cái việc tại sao vi khuẩn nó sắp xếp đặc biệt vậy ha, nó thành từng chùm giống như chùm nho vậy, là người ta dựa vô cái mặt phẳng phân bào của các tụ cầu. Chụp với cái vi điện tử lúc mà vi khuẩn nó đang phân bào mình cũng sẽ thấy rất rõ ha. Đây một cái tế bào đang phân bào, nó hình thành cái vách ngăn giữa hai cái tế bào ha. Giữa cái tế bào để phân cái tế bào vi khuẩn thành hai, tức là nó nhân đôi á. Có cái câu hỏi của một cái bạn ở lớp lớp B 20B, nói tại sao cái con tụ cầu mà mình nuôi gáy nó ở môi trường nhân tạo để lâu quá ha, để một thời gian lâu mình không có bổ sung chất dinh dưỡng vô nữa thì nó là vi khuẩn gram dương, nó sẽ bắt màu ra mắm. Các bạn nào trả lời giúp bạn không? Rồi, thế mấy bạn suy nghĩ đi ha. Hồi nữa cuối buổi mình sẽ giải đáp chung trên lớp. Cái để giải thích cho cái trả lời cho cái câu hỏi đó này đó, tại sao mà tụ cầu nuôi gáy trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo để đó không bổ sung chất dinh dưỡng một thời gian lâu thì nó không còn bắt màu ram dương nữa mà nó sẽ chuyển sang bắt màu ram ăn, tức là nó mất đi cái màu tím, nó bắt màu hồng, nó không còn bắt màu tím nữa. Thì nó liên quan tới cái cơ chế của nhuộm ram, chút nữa mình sẽ nói sao ha. Rồi style này mấy bạn có thắc mắc gì không? Này là người ta phân các tụ cầu thành những cái tiếp dựa vô các cấu trúc kháng nguyên ở vỏ và thành tế bào vi khuẩn ha. Rồi dựa vô những cái phase đặc hiệu, tức là những cái con virus mà nó chuyên tấn công đặc hiệu trên những cái tế bào tụ cầu, thì người ta chia các tụ cầu thành hơn 40 tiếp phase khác nhau. Nè, về đặc điểm sinh học ha, thì tụ cầu đó nó có khả năng thích nghi rất là tốt, nó chịu được rất là nhiều cái yếu tố bất lợi của môi trường. Cái, về vật lý đó thì cái khoảng biến thiên nhiệt độ vi khuẩn nó có thể tồn tại phát triển rất là rộng ha, có thể từ 10 đến 40 độ pH nó cũng chịu được khoảng pH rộng, thậm chí nó chịu được cái nồng độ muối cao ha. Nồng độ muối tới 7,5%. Mà ở cái nồng độ muối cao vậy thì đa số những vi khuẩn khác đều ức chế, không phát triển được. Chính vì vậy người ta chế ra cái môi trường để chọn lọc tụ cầu, tức là chỉ trong cái môi trường đó thì đa số tụ cầu nó mới mọc được. Đó là cái môi trường Chapman người ta dùng ở đây nè, để phân lập tìm bắt được những tụ cầu thôi, còn những vi khuẩn khác thì nó mọc được môi trường này. Ở đây là môi trường thạch máu, tức là môi trường có chất dinh dưỡng bổ sung khoảng 5 đến 10% máu động vật vô, thường là máu cừu hay là máu thỏ hay là máu ngựa gì đó, thì vi khuẩn nó mọc lên trên đó. Thì đối với tụ cầu thì nó mọc trên môi trường thạch máu và nó phân giải hoàn toàn các tế bào máu, nó làm cho xung quanh cái khuẩn lạc là cái chấm sậm màu ở giữa này các anh chị. Xung quanh khuẩn lạc tế bào máu bị tiêu hủy hết, tạo thành cái vùng trong suốt, cái vùng trong suốt xung quanh khuẩn lạc gọi là cái vòng tiêu huyết beta. Rồi ngoài ra thì mình có một số cái đặc tính sinh học khác để giúp mình định danh các tụ cầu. Đầu tiên là cái thử nghiệm Catala, nó sẽ giúp mình phân biệt một cái tế bào vi khuẩn có hình cầu gram dương nó là tụ cầu hay là liên cầu. Cái thử nghiệm này rất là quan trọng. Ngoài ra thử nghiệm coagula trên kính, tức là một số tụ cầu nó có khả năng tiết ra cái men coagula
làm ngưng kết cái huyết tương thở. Ha. Đây, những huyết tương thở bình thường đó, trong nước muối sinh lý nó đục đều vậy nè. Khi mình trộn cái tế bào một số tụ cầu vào đó thì nó sẽ làm những cái huyết tương thở nó sẽ ngưng kết lại. Ha. Nó kết vón lại. Còn cái môi trường nước muối sinh lý xung quanh nó sẽ trở nên nó trong. Rồi, một số tụ cầu, nhất là tụ cầu gây bệnh thì nó làm có thể tiết ra một cái loại men coagula khác làm đông tụ huyết tương thở lại trong ống nghiệm. Đông là như thế này, ví dụ như dưới đây là cái con tụ cầu vàng Staphylococcus aureus này, làm đông huyết tương thở lại. Mình nuôi vi khuẩn vào huyết tương thở khoảng một thời gian khoảng từ 4 tiếng trở lên thì một số tụ cầu nó làm đông huyết tương thở lại, người ta để nguyên cái ống nghiệm như thế này, huyết tương nó không có chảy ra được. Còn trên này nè là cái con tụ cầu trắng Staphylococcus epididymis thì nó không có cái men này, do đó cái huyết tương thở nó vẫn lỏng bình thường, mình nghiền nó chảy ra. Còn cái con dưới đây là nó bị đông tụ trở lại. Ngoài ra còn một số thử nghiệm khác như là thử nghiệm urea thì tụ cầu, một số tụ cầu nó tiết ra cái men ure, nó phân giải cái ure thành cái amoniac. Và amoniac nó tồn tại dưới dạng ion NH4 cộng, nó làm đổi màu cái môi trường, chỉ thị trong môi trường, nên làm cho môi trường chuyển thành từ màu vàng sang màu đỏ cánh sen như thế này. Là một số tụ cầu nó có thể tiết ra cái men decarboxylase, nó làm phân giải các gốc carboxin của lysine hoặc là ornithin, có một số cái axit amin thường sử dụng đó, nó làm đổi màu chất chỉ thị của môi trường. Rồi cái thử nghiệm taxo A taxo B thì thực ra thử nghiệm này đó là thử phản ứng của con vi khuẩn với hai cái loại thuốc kháng sinh là cái bacitracin và optocin, thì các cầu khuẩn nó phản ứng lại khác nhau. Ví dụ thì đối với con tụ cầu Staphylococcus aureus thì nó đề kháng lại hết hai kháng sinh này rồi, do đó thì người ta thử người ta đọc là taxo A taxo B đều âm hết. Còn cái đối với con liên cầu con Streptococcus pyogenes thì nó nhạy với bacitracin như là kháng với optocin, do đó là taxo A nó dương taxo B nó âm. Đây cũng là cái thử nghiệm để mình phân loại vi khuẩn. Đây về khả năng gây bệnh thì đa phần đó thì các tụ cầu do nó thích nghi tốt với các yếu tố bất lợi của môi trường, do đó nó tồn tại nhiều nơi ở môi trường sống và thậm chí trên nhiều bộ phận cơ thể của mình. Nó là những vi khuẩn thường trú và khi gặp điều kiện thuận lợi thì nó sẽ gây bệnh. Ví dụ như bình thường nó nằm đầy trên da thì do có cơ chế bảo vệ đặc thù của da thì nó không có gây bệnh được. Nhưng mà nếu mà da mình bị tổn thương, bị tai nạn, bị mất cấu trúc thì con vi khuẩn tụ cầu nó có thể nhiễm vô cái vết thương và gây nhiễm trùng vết thương. Đây cũng là một cái dạng nhiễm trùng cũng hay gặp. Rồi đây, nó gây bệnh bằng nhiều cách ha. Giờ nó tiết ra những cái men ha. Nó gây phá hủy mô tổ chức với một số chất độc ha. Hoặc là các độc tố, thậm chí nó phát triển tại chỗ ha. Nó cạnh tranh nguồn dinh dưỡng, nó làm tổn thương mô tế bào tại chỗ, nó gây nhiều, tức là nó có nhiều cái cơ chế để nó gây bệnh. Ngoài ra đó thì khoảng 50% các tụ cầu vàng nó có khả năng tiết ra một cái độc tố có tác dụng trên đường tiêu hóa, nhất là ở ruột, thì nó gây ra cái tình trạng nhiễm độc thức ăn. Và cái tình trạng nhiễm độc thức ăn này nó cũng hay gặp phổ biến ở nước Việt Nam mình, là lý do là cái độc tố ruột của con tụ cầu nó rất là bền nhiệt,
nó có thể giữ được cái độc lực khi mình đun ở nhiệt độ sôi trong vòng 30 phút. Rồi. Có lẽ thì mình sẽ đi lướt nhanh ha, chứ nếu mà chậm như vậy thì sẽ không có kịp giờ cấn giờ của thầy cô ca sao. Thì này bài thì tôi cũng đã nói hết rồi, do đó tôi sẽ đi nhảy qua các slide liên tục. Chỗ nào mấy bạn thắc mắc thì mấy bạn phát biểu rồi tôi sẽ dừng trở lại. Mấy bạn đồng ý không? Vậy đi ha, chứ mấy sẽ cấn giờ. Hình như hồi nãy mấy bạn bị cấn giờ của cô Dung phải không? Rồi. Tôi sẽ cho nó trình chiếu từ từ chỗ nào mấy bạn thấy cần phải dừng mấy bạn alo liền ha. Vậy đi cho nó nhanh. Thì có rất là nhiều tụ cầu có khả năng gây bệnh ha, và trong đó thì có con tụ cầu vàng Staphylococcus aureus là nó gây nhiều cái bệnh cảnh nhất, và cái con vi khuẩn này mấy bạn cần phải nhớ nó ha. Về những cái đặc tính sinh học quan trọng của nó ha. Ví dụ như là nó mọc trên môi trường Chapman và nó làm đổi màu của môi trường từ màu đỏ sang màu vàng, thế là người ta đọc là Chapman dương. Tính chất thứ hai là nó gây tan máu beta. Tính chất thứ ba là nó làm đông huyết tương trong ống nghiệm, tức là coagula trong ống dương tính. Ba cái đặc tính nhận diện quan trọng của cái con Staphylococcus aureus là mà mấy bạn cần phải nhớ, tại vì cái này nó quan trọng và tôi cũng hay hỏi mấy bạn khi mà kiểm tra. Ngoài ra thì còn một số các tụ cầu khác ha, và cái cách viết tắt tên của vi khuẩn mấy bạn cũng cần phải nhớ ha. Tại vì á tụ cầu là Staphylococcus, còn liên cầu là Streptococcus, thì đều theo quy ước người ta viết chữ S và dấu chấm ha. Do đó thì mấy bạn cần phải nhớ, và hay bị lẫn lộn, ví dụ như là người ta ghi S chấm cái aureus thì mình biết là Staphylococcus aureus, rồi người ta có thể ghi là S chấm cái pyogen thì mình phải biết đó là Streptococcus pyogen. Nhớ là cái cách quy ước này ha. Rồi, miễn dịch. Đối với tụ cầu là miễn dịch yếu, không bền. Và có nhiều cái trường hợp dung nạp miễn dịch. Do đó thì những cái nhiễm trùng do tụ cầu thường có xu hướng mãn tính và hay tái phát. Thì mấy bạn sẽ thấy có nhiều người có hay bị viêm cái khóe móng chân, nhất là mấy bạn nam hay đi đá banh, mang giày đá banh á, hay bị sưng đau có mủ ở cái khóe ngón chân cái, cứ tái đi tái lại, mang giày đá banh mà 2-3 bữa không giặt là hay bị. Còn có một số bạn, nhất là các bạn nữ, thì hay bị nổi một lẹo ở mắt, cứ nổi hoài ở cái con mắt hết rồi thời gian sau lại nổi. Nói là chỗ cũ hoặc là cung trên mắt đó, rồi thỉnh thoảng thì nó nhảy qua bên con mắt bên kia. Rồi. Rồi, đây là cái sơ đồ tóm tắt những cái cơ quan bộ phận có thể gây tụ cầu có thể gây ra ở người ha. Rồi. Một số cái bệnh cảnh viêm mi mắt, lẹo mắt, rồi chốc do tụ cầu, chín mé ở cái khóe móng chân, nhọt da, rồi tình trạng bong vẩy da do tụ cầu, do cái ngoại độc tố của tụ cầu ha. Rồi xét nghiệm chẩn đoán tụ cầu thì quan trọng là mình phải nuôi cấy, phân lập, định danh và làm kháng sinh đồn. Cái này mình nên làm nếu có điều kiện, vì lý do là thứ nhất là cái kỹ thuật cái phân lập định danh làm kháng sinh đòn nó cũng đơn giản dễ làm, do tụ cầu nó thích nghi tốt với môi trường nuôi cấy, dễ mọc. Thứ hai nữa là cần phải nên làm là do tụ cầu nó đề kháng lại nhiều loại thuốc kháng sinh, khi mình nuôi cấy phân lập thì mình có thể có được cái kháng sinh đòn, mình sẽ có cái cơ hội mình lựa chọn được cái thuốc kháng sinh thích hợp cho bệnh nhân.
À, cái này cái sơ đồ, cái sơ đồ nuôi cấy phân lập định danh ba cái tiêu chuẩn sinh học mà tôi đánh dấu đỏ ha, tan máu beta Chapman dương coagula trong ống nghiệm dương đó là cái tiêu chuẩn để mình phát hiện cái con tụ cầu gây nhiều bệnh cảnh ở người, đó là cái con tụ cầu vàng Staphylococcus aureus. Còn stress này thì hồi mình nói ở phần sau. Rồi cái bảng để sinh hóa của cái, các tụ cầu gây bệnh thường gặp. Rồi dịch tễ. Rồi cái, chị thấy không? Có khoảng 50 phần. Sao em? Cái gì không em? Tôi nghe không kịp. Các bạn nào thắc mắc đó? Có không? Có không ạ? À? Không có hả? Rồi. Tại vì tôi không thấy mấy bạn giơ tay được khi mà chia sẻ màn hình thì tôi không không thấy được bạn không thấy được khung chat và cũng không thấy được mấy bạn giơ tay. Cho nên mấy bạn cứ nói lên ha. Alo, thầy ơi em thắc mắc chỗ này. Nghe không? Rồi. Thì có khoảng 50% người bình thường có mang cái con tụ cầu gây bệnh Staphylococcus aureus ở vùng hốc mũi ha. Tức là người bình thường của mình á, ở trong lớp có 100 người thì đem kiểm tra hết hết cái vùng hốc mũi thì có 50 người có mang con tụ cầu gây bệnh ở vùng hốc mũi nhưng mà không có bị biểu hiện gì hết. À, chính vì vậy thì khi mà tham gia chế biến thực phẩm hay là chăm sóc người bệnh ha, chăm sóc nhất là thực hiện những cái thủ thuật phẫu thuật thì bắt buộc phải đeo khẩu trang nha, để khi mà mình hoạt động của hô hấp của mình á, nó có thể làm bắn những cái con những cái giọt bắn ra trong đó thì có tụ cầu gây bệnh, nó vào vết thương hay là nó vào cái thực phẩm đang chế biến. Rồi phòng bệnh thì có biện pháp chung và có vaccine, nhưng mà vaccine thì thường ít có chỉ định sử dụng. Lý do đó thì cái hiệu quả sử dụng nó không có cao. Lý do là nó miễn dịch do tụ cầu là miễn dịch yếu không bền. Sử dụng rồi thì bệnh nhân có miễn dịch tạo ra thì duy trì thời gian ngắn, trong một vài tháng nó cũng sẽ tự mất, và có tình trạng dung nạp miễn dịch. Tình trạng dung nạp miễn dịch tức là trong cái dân số người thì khi mà tiếp xúc với một cái dị nguyên là vaccine ha, như trường hợp này, cụ thể trường hợp này là vaccine, thì đa số sẽ có miễn dịch. Tuy nhiên thì sẽ có một số cá thể là không tạo ra được miễn dịch ha. Đó, những cá thể đó gọi là những cá thể dung nạp miễn dịch, tức là không có phản ứng gì hết, không tạo ra được kháng thể mặc dù đã được sử dụng vaccine. Rồi điều trị thì cái quan trọng nhất là do tụ cầu gây bệnh thì nó sẽ có hiện tượng sinh mủ, tạo ra những cái ổ dịch gọi là cái ổ áp xe, và cái ổ áp xe nó có vách, thuốc nó không có ngấm vô được, do đó cái mình ưu tiên là phải dẫn lưu dịch rồi mới đánh kháng sinh. Nhưng mà để ổ áp xe đánh hoài nó không lâu hết đó ha. Rồi kháng sinh điều trị hỗ trợ. Rồi qua tới phần con liên cầu, xong cái phần tụ cầu rồi đó ha. Mình học tới 9:40 phải mấy bạn, 9:40 phải không? Tiếng đồng hồ hơn. Rồi còn tới ba cái con vi khuẩn nữa là qua tụ cầu được rồi ha. Rồi liên cầu thì về mặt hình thể đó, nó cũng là những vi khuẩn có dạng hình cầu gram dương. Về nếu mà so sánh về mặt kích thước của tụ cầu, tế bào tụ cầu và tế bào liên cầu á, thì mình nếu mà mình nhìn hai tiêu bản nhuộm răng riêng lẻ thì mình sẽ không phân biệt được, nhưng mà nếu mình trộn cái con tụ cầu và con liên cầu vào cùng một cái tiêu bản, trộn vào cầu cùng một cái mẫu bệnh phẩm mà mình nhuộm soi chung ha, soi trên một cái tiêu bản, thì mình sẽ thấy con liên cầu, tế bào liên cầu nó hơi nhỏ hơn tế bào tụ cầu chút xíu thôi, chính là chút xíu thôi. Yeah. Còn
Rồi, và cái ở các liên cầu á, thì nó có cách sắp xếp tế bào nó hơi khác với tụ cầu, là nó thường xếp thành chuỗi ha. Và cái chuỗi tế bào này nó dài hay nó ngắn tùy theo loài. Có loài nó xếp thành những chuỗi rất là dài, có loài thì nó xếp thành những chuỗi ngắn hơn, thậm chí có loài nó xếp thành từng đôi thôi. À, ví dụ như là cái con Streptococcus pyogenes thì nó xếp thành những chuỗi dài, còn cái con Streptococcus suis thì cái chuỗi nó ngắn hơn chút xíu, còn cái con Streptococcus pneumoniae thì nó xếp thành từng đôi. Cái tiêu bản này, đây cái tiêu bản này cho mình thấy con vi khuẩn này nó có khả năng tạo vỏ, cái vỏ bao xung quanh hai cái tế bào liên cầu. Những cái kỹ thuật nhuộm RAM, kỹ thuật nhuộm để xem khả năng tạo vỏ của vi khuẩn thì vài bữa nữa mấy bạn sẽ đi thực hành ở lab của bộ môn, thì mấy bạn sẽ được hướng dẫn và nhuộm và soi với cái hiển vi. Thì để giải thích cho cách sắp xếp đặc biệt của các liên cầu thì cũng dựa vô cái mặt ẩn phân cắt phân bào của các liên cầu. Thì các liên cầu thì nó phân bào theo những cái mặt phẳng song song với nhau, và nếu mà nó phân bào rồi nó tách ra liền thì mình sẽ thấy từng đôi như thế này, như trường hợp con phế cầu. Còn nếu phân bào mà khoảng thì nó phân bào xong rồi nó chưa có tách ra liền thì nó sẽ thành những cái chuỗi dài hoặc là ngắn khác nhau. Dựa vô cái kháng nguyên trong cái thành phần thành tế bào, người ta chia ra thành những cái nhóm huyết thanh ha. Ví dụ như là tác giả Rebecca Lansfield, người ta dựa vô cái polysaccharide C trong cái cấu trúc thành tế bào của các liên cầu, người ta chia các liên cầu thành 20 nhóm huyết thanh đặt theo cái ký tự alphabet từ A đến H và từ K đến V. Ở đây thì tại sao mà không đặt liên tục luôn các anh chị, theo alphabet từ A đến H I G và từ mới K, đúng không? Sao kỳ vậy? Sao nó có khoảng bỏ hai cái ký tự I G ra mất tiêu rồi, I G ra mất tiêu rồi, mấy bạn có nghĩ thắc mắc không? Tới đây sao cái thắc mắc chỗ này không? Thì nó như thế này, lúc đầu thì nó có IG, nó có hai cái nhóm đó, nhưng mà sau đó người ta thấy nó trùng, nó có sự trùng hợp, do đó thì người ta gộp nó lại, do đó nó mất hai cái, nó có cái khẳng hở giữa. Rồi, ngoài ra đó thì khi nghiên cứu về các liên cầu tan máu beta ở nhóm A, trong nhóm A này nó chỉ có một cái loài duy nhất là cái con Streptococcus pyogenes, và dù nó là một chỉ có một loại duy nhất là Streptococcus pyogenes thôi, nhưng mà cái con vi khuẩn này nó gây rất là nhiều bệnh cảnh ở người, những cái bệnh cảnh nó có thể nguy hiểm, nó để lại cái di chứng lâu dài ở trên van tim, mô khớp, do đó nó được nghiên cứu rất là kỹ. Thì một cái tác giả là Frederick Griffith dựa vô cái protein M cũng trong cấu trúc thành tế bào, chúng ta chia cái nhóm cái con Streptococcus pyogenes thành hơn 60 cái tiếp huyết thanh nữa. Rồi cái cách phân chia các liên cầu theo Lensfield thì nó thuận lợi, có rất nhiều cái ưu điểm, nhưng mà nó cũng có cái hạn chế của nó, là một số vi khuẩn nó không có cái polysaccharide C, do đó không có phân, không có xếp nó vô được cái nhóm nào hết, không có phân loại nó được theo cái hệ thống phân loại của Lensfield. Ví dụ như cái con Streptococcus pneumoniae. Ngoài ra đó thì nó còn một số loại thì nó có thể có nhiều cái tính chất mà nó được xếp vô nhiều cái nhóm Lensfield khác nhau. Ví dụ như cái con Streptococcus suis thì nó được xếp vô, có thể xếp vô nhóm Lensfield A, và nó cũng có thỏa được cái tính đặc điểm của cái nhóm Lensfield S hoặc là T. Ngoài ra thì một nhóm Lensfield cũng có thể có nhiều cái loại trong đó. Ví dụ như nhóm H thì nó có nhiều loại như là
Streptococcus mitis, Streptococcus mutans, đúng không? Người ta nó cũng bất lợi ha. Nha, một số cái đặc điểm khác ha. Nữa. Rồi, nuôi cấy của cái liên cầu á thì nó hơi khó khăn hơn tụ cầu do nó khả năng thích nghi với môi trường sống nó yếu hơn, cần phải nhiều chất dinh dưỡng hơn, do đó cần phải môi trường thường sử dụng là môi trường thạch có bổ sung máu hoặc là thạch BHI. Các liên cầu đó thì đa số là nó sống ưa kỵ khí tùy nghi, là có oxy nó cũng sống mà không có oxy, thiếu oxy nó cũng sống được. Tuy nhiên có một số loài thuộc liên cầu nó lại sống kỵ khí tuyệt đối, tức là không có oxy, hoàn toàn không có oxy nó mới sống được. Còn nếu mà có hiện diện của oxy thì nó chết rất là nhanh. Đó là các Streptococcus Streptococci. Rồi, khi nuôi cấy trên môi trường thạch máu á, thì các liên cầu tùy theo loài mà nó có cái kiểu tăng máu khác nhau, như là tăng máu alpha, tăng máu beta, gamma. Trên lâm sàng khám chữa bệnh á, thì để đơn giản người ta chia các liên cầu thành hai nhóm thôi. Là nhóm các liên cầu gây tăng máu beta và nhóm các liên cầu không gây tăng máu beta. Thì mỗi nhóm nó có những cái liên cầu gây bệnh mà mình cần phải nhớ. Ở cái phân chia này thì nó cũng có cái bất tiện cái nữa là đối với các enterococci là các liên cầu thuộc nhóm D đó, thì có một số liên cầu nó gây tăng máu beta, nhưng mà cũng có một số liên cầu thuộc nhóm D nó lại không gây tăng máu beta. À, trong cái nào cũng có cái ưu cái khuyết của nó ha. Rồi, những tính chất sinh học quan trọng mà mình cần phải nhớ. Cái đầu tiên là cái thử nghiệm Catala. Thì các liên cầu nó không có tiết ra được cái men Catala, do đó thử nghiệm Catala nó âm tính. Thử nghiệm Catala người ta tiến hành bằng cách người ta nhỏ lên trên cái lam kính một cái giọt nước oxy già. Ha, xong rồi ta lấy cái que cấy gọi là cái khuyên cấy, và bữa đi được tập mấy bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng ha. Lấy một ít cái tế bào vi khuẩn nhúng vô cái giọt nước oxy già. Thì nếu mà vi khuẩn có khả năng tiết ra được cái men Catala thì cái giọt nước oxy già nó sẽ sủi bọt lên. Còn nếu mà nó không sủi bọt thì mình đọc là Catala âm, còn nếu mà nó sủi bọt thì đọc là Catala dương. Thì Catala dương thì sẽ gặp ở tụ cầu, còn Catala âm thì gặp ở liên cầu. Rồi, một số liên cầu nó bị phá hủy tế bào bởi cái muối mật. Ví dụ như con Streptococcus pneumoniae, khi nuôi cấy nó trong cái môi trường muối mật, người ta lấy tế bào con Streptococcus pneumoniae và nó vào cái môi trường muối mật, thì sau thời gian thì tế bào của vi khuẩn nó bị vỡ ra, cái môi trường nó trong và cái xác tế bào, cái mảnh vỡ tế bào nó lắng xuống đáy của ống nghiệm. Rồi, thử nghiệm Bayesquilin. Thì một số liên cầu nó khả năng phân giải cái bài esculin tạo ra là esculitin, nó làm chuyển cái ion sắt từ sắt 2 thành sắt 3, nó làm cho môi trường có màu đen. Rồi, một số liên cầu nhất là liên cầu thuộc nhóm D, nó có khả năng chịu được cái nồng độ muối cao giống như tụ cầu, cho đó người ta dùng cái môi trường có cái nồng độ muối 6,5%. Nếu vi khuẩn nào mọc được trên đó, liên cầu nào mọc được trên môi trường, tức là làm đục môi trường như thế này, thì khả năng nó sẽ là liên cầu thuộc nhóm D.
Rồi, thử nghiệm tác số A, tác số B thì cũng tương tự với tụ cầu. Thì liên cầu nó có phản ứng với cái hai kháng sinh là bacitracin và rituxan khác nhau. Ví dụ như là cái con phế cầu, con Streptococcus pneumoniae thì cái tác số B nó dương nhưng mà tác số A nó âm. Còn cái con Strep group A hay là cái con Streptococcus pneumoniae thì tác số A nó dương nhưng mà tác số B nó âm. Rồi, cái thử nghiệm câm. Thử nghiệm này để dùng để phát hiện một cái con liên cầu tan máu beta nhóm B, đó là cái con Streptococcus agalactiae. Cái con vi khuẩn này thì ở người bình thường thì nó không gây bệnh, nhưng mà đối với những cái người phụ nữ mà có thai, mà nếu mà sanh qua ngã sanh thường thì cái con vi khuẩn này nè nó thường trú ở cái vùng âm đạo và nó có khả năng nó nhiễm lây nhiễm vào đứa trẻ sơ sinh, gây ra những cái bệnh cảnh nhiễm trùng sơ sinh nguy hiểm. Và các bạn lưu ý cái thử nghiệm này ha, nó đặc biệt là dùng để thử nghiệm câm này, nó dùng để phát hiện cái con liên cầu Streptococcus agalactiae dựa vào cái khả năng là cái con vi khuẩn này nó có khả năng tiết ra một cái protein gọi là cái yếu tố câm, nó tương tác cộng hưởng với cái yếu tố tan máu của con tụ cầu là cái sphingomyelin để nó làm tăng cái khả năng tan máu của vi khuẩn lên ngay chỗ cái vùng tiếp xúc giữa cái đường cấy tụ cầu và cái đường cấy con Streptococcus agalactiae. Cái vùng tan máu nó nở rộng ra, nở rộng to ra giống như cái hình mũi tên như vậy. Rồi, khả năng gây bệnh thì tùy là loại vi khuẩn tùy loại liên cầu mà khả năng gây bệnh khác nhau, mà cũng đa số nó cũng thường trú ở nhiều cơ quan bộ phận của cơ thể và cũng gây bệnh cơ hội là chủ yếu. Nó cũng gây bệnh bằng cách nó xâm lấn mô tổ chức, nó tiết ra những cái men, cái độc tố tác dụng lên cơ quan tổ chức cơ thể. Rồi một cái đặc biệt nữa là cái con Streptococcus pneumoniae, tức là liên cầu tăng máu beta nhóm A đó. Trong nhóm A tôi nhắc lại là chỉ có một cái loài duy nhất, đó là con loài Streptococcus pneumoniae thôi. Do đó người ta có thể gọi tên là Streptococcus pneumoniae cách trực tiếp, hoặc là cũng có thể nói là liên cầu tan máu beta nhóm A cũng là nó ha. Nó gây ra rất là nhiều bệnh cảnh nãy mình nói rồi ha, viêm sinh mủ là cái đặc điểm chung. Ngoài ra thì nó còn một cái đặc điểm nữa là cũng có thể gây ra những cái phản ứng viêm và không có sinh mủ ha, như là cái bệnh cảnh sốt tinh hồng nhiệt hoặc là gây nhiễm trùng huyết, hoặc là cũng có thể gây ra cái bệnh do cơ chế miễn dịch, do cái phức hợp kháng nguyên kháng thể của cái Streptococcus pneumoniae á, nó cái phức hợp đó nó có kích thước lớn ha, nó trôi nổi theo cái dòng tuần hoàn, nó đến cái cầu thận, nó lắng đọng ở trên cái màng lọc cầu thận và nó gây nên cái tình trạng viêm cầu thận cấp ha. Ngoài ra một số trường hợp á là do cái sự tương đồng giữa cái protein M của cái trong cái cấu trúc thành tế bào của cái con Streptococcus pneumoniae, và cái protein M này nó cũng giống với một số cái protein nằm ở trên cái một số cái mô cơ thể như là cái mô van tim, mô mô khớp. Do đó mà khi mà nhiễm cái con Streptococcus pneumoniae vào cơ thể đó thì nó có thể để lại cái di chứng là bệnh thấp khớp và thấp tim. Rồi, hồi nãy mình nói rồi ha, cái Streptococcus agalactiae
là mình phát hiện nó bằng cái xét nghiệm gì mấy bạn nhớ không? Mới vừa nói xong á, tôi nhớ đi nhắc lại cái này, vài bữa thi kiểm tra tôi hỏi đó, nhớ không? Thử nghiệm gì mấy cam test. Đúng rồi. Giỏi ha. Đó, vậy là kiểm tra là 10 điểm như chơi ha. Rồi, cảm ơn bạn. Về nhà tốt ạ. Có nghe bài ha. Đọc là cam test ha. Là cái thử nghiệm đó do ba tác giả đề xuất, người ta ghép tên của ba tác giả là cam. Rồi, đây là cái các loài liên cầu gây tăng máu beta có khả năng gây bệnh ở người ha. Rồi, còn các loài liên cầu không gây tăng máu beta thì đại diện đó là cái con Streptococcus pneumoniae, cũng là một cái thành viên thuộc cái giống liên cầu gây ra rất là nhiều cái bệnh cảnh ở người ha, ở trong cái nhóm không gây tăng máu beta. Còn trong cái đám mà gây tăng máu beta đó thì mấy bạn nhớ ha, lưu ý còn Streptococcus pyogenes. Còn trong cái đám mà không gây tăng máu beta là phải nhớ còn Streptococcus pneumoniae, còn gọi là con phế cầu gây rất là nhiều cái bệnh cảnh ha. Nó gây bệnh từ đường hô hấp trên tới đường hô hấp dưới. Và nhớ là có 10 đến 60% người lành mang con vi khuẩn này ở vùng hầu họng. Và nó có nhiều cái tiếp huyết thanh lắm, hơn 90 tiếp huyết thanh và không có miễn dịch chéo giữa các tiếp. Thì không biết là mấy bạn có bị nhiễu thông tin hay không? À, mấy bạn có nghe là gần đây có một số người người ta khuyên nhau đi chích ngừa não mô cầu, ngừa phế cầu không? Ngừa cúm, ngừa phế cầu á, hai mũi hết gần 2 triệu, 1,8 triệu, có nơi chích 1,6 triệu, có nơi chích 1,8 triệu. À, thì tôi thấy nó cũng không cần thiết ha. Tại vì mấy bạn biết là nó có hơn 90 tiếp huyết thanh và không có miễn dịch chéo giữa các tiếp, đâu thể nào mà mình chọn cái vaccine nó đa giá dữ vậy ha. Là một, tức là mình phải nắm được cái vùng dịch tễ đó nó đang lưu hành những cái tiếp huyết thanh nào, là một. Thứ hai, mình cũng nên biết là có 10 đến 60% người lành có mang sẵn con vi khuẩn này ở vùng hầu họng rồi. Nó tức là nó con vi khuẩn này thường gây bệnh cơ hội, thì cơ thể mình suy yếu nó mới tấn công thôi. Rồi cũng gây nhiều bệnh cảnh ha, từ đường hô hấp trên tới đường hô hấp dưới, thậm chí vô máu có thể gây nhiễm trùng huyết ha, viêm màng não, viêm màng tim đúng không? Rồi ngoài ra thì cũng có những thành viên khác. Rồi sau răng thì mình có con Streptococcus mutans. Đây, con Streptococcus mutans gây bệnh sâu răng. Ngoài ra những cái con vi khuẩn khác cũng có thể gây bệnh viêm nha chu, và khi gặp điều kiện cơ hội nó sẽ theo dòng máu, nhất là những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch mà có thực hiện những cái khám chữa răng á, nó có thể theo dòng máu và đi vô nội tâm mạc, vô màng tim, nó gây viêm nội tâm mạc. Rồi, Streptococci, đây là những cái con vi khuẩn kỵ khí tuyệt đối thuộc giống liên cầu, nãy mình nói rồi ha. Nó cũng thường gây bệnh cơ hội thôi. Rồi, cái sơ đồ tóm tắt cái bệnh cảnh của con liên cầu có thể gây ra ở người. Rồi, đây là tổn thương, một số hình ảnh minh họa tổn thương viêm quần ha. Rồi, chốc do liên cầu. Mấy bạn lưu ý ha, bệnh chốc ở da có thể do tụ cầu hoặc là liên cầu ha. Viêm họng cấp, viêm phổi thùy do con Streptococcus pneumoniae. Còn này viêm họng cấp do có con Streptococcus pyogenes. Rồi, đây là cái hình ảnh minh họa cái hình lưỡi dâu tây ha. Và
những cái đường gọi là cái đường Bacchia và những cái tổn thương các ban ở cái bệnh sốt tinh hồng nhiệt. Những xét nghiệm, cái thử nghiệm Aslo này vài bữa mình sẽ được giới thiệu kỹ ở cái buổi thực tập để định lượng cái lượng kháng thể chống lại một cái yếu tố streptolysin O của con Streptococcus pyogen để xác định một trường hợp bị tổn thương ở mô tim, van tim hay là mô khớp có phải là do hậu quả của nhiễm cái con Streptococcus pyogen hay không. Cái xét nghiệm này, cái sơ đồ để mình nuôi cái phân lập định danh. Nó có những, nếu mà hình cầu ram dương thì thử nghiệm Catala âm tính thì mình sẽ định danh theo hướng liên cầu, còn thử nghiệm Catala mà nó dương tính thì sẽ định danh theo hướng tụ cầu, nãy mình nói ở phần trước rồi ha. Rồi thì định danh theo hướng liên cầu thì người ta sẽ thử những tính chất này bật ra lên cái bảng theo cái sơ đồ để người ta định danh để xác định những cái liên cầu hay gây bệnh. Rồi dịch tễ. À, mấy bạn thấy 10-60% cái con với cầu có men ở đường hô hấp à, nhưng mà nó là cái tác nhân gây bệnh nhiều bệnh cảnh ha, trong đó những cái trường hợp viêm phổi do vi khuẩn nó chiếm tỷ lệ rất cao. Thì cái lưu ý là các liên cầu thì chỉ có một mình cái con Streptococcus pneumoniae có vaccine phòng bệnh thôi, còn những cái liên cầu khác thì chưa có vaccine để phòng bệnh anh chị. Chỉ có mình con Streptococcus pneumoniae này cũng dễ hỏi trắc nghiệm ha. Rồi rồi cái kháng sinh mà để phòng những cái di chứng do con Streptococcus pyogen như là phòng bị thấp tim hay là thấp khớp hay viêm vi cầu thận do nhiễm cái con Streptococcus pyogen á, thì người ta dùng cái pentatin penicillin G là một cái kháng sinh có cái thời gian bán quỷ rất dài cho bệnh nhân sử dụng để đảm bảo trong cơ thể của người bệnh lúc nào cũng có cái kháng sinh ở trong tồn tại hết để ngừa tái nhiễm là cái con Streptococcus pyogen. Thì khi mà tái nhiễm là cái con vi khuẩn này nó phát triển thì nó sẽ kích thích hệ thống miễn dịch tạo ra nhiều kháng thể chống là cái protein M và nó cũng sẽ làm tổn thương nặng này trên cái mô van tim, mô khớp, mô cầu thận. Rồi, điều trị thì cũng ưu tiên nhẫn lưu dịch tại vì đặc điểm chung là nó gây viêm sinh mủ. Rồi đó là một số vấn đề mình nói về tóm lược về con Streptococcus, con liên cầu Streptococci. Bây giờ mình qua tới cái cầu khuẩn gram âm thì mình nói về họ Neisseria C, trong đó có hai giống là Neisseria gonorrhoeae là con cầu khuẩn lậu và loại thứ hai là Neisseria meningitis là cái con cầu khuẩn màng não hay là não mô cầu. Rồi, này tóm lược cái họ Neisseria C thì nó có 5 giống ha, trong đó mình quan tâm đến giống Neisseria thôi. Thì trong giống Neisseria này nó có các loài ha, có nhiều loài và trong các loài này thì mình quan tâm tới hai cái loài là Neisseria gonorrhoeae và Neisseria meningitis. Thì hai loài này thì mình sẽ nói sâu hơn mà đây cái sơ đồ. Cái bảng này cho mình thấy những cái tiêu chuẩn để mình phát hiện đó ha. Hầu như hai cái loại vi khuẩn này nó giống nhau hết những cái tính chất sinh học ha. Nó chỉ khác nhau là ở cái con cầu khuẩn lậu thì nó chỉ phân giải được một cái loại đường gluco thôi, còn cái con cầu khuẩn màng não thì nó phân giải được hai cái loại đường, hai loại đường là đường gluco và đường manto.
Sở dĩ nó giống như vậy đó là do hai vi khuẩn này nó tương đồng tới gần 70% các vật chất di truyền, 70% của bộ gen. Rồi, về mặt hình thể thì cái mô tả vi khuẩn đó thì mình sẽ mô tả vi khuẩn có dạng hình hạt gram âm xếp thành từng đôi, phân bố chủ yếu trong tế bào bạch cầu đa nhân. Rồi, đây hình hình nhuộm gram ở độ phóng đại ngàn lần, còn đây hình hiển vi điện tử. Xung quanh cái tế bào các anh chị thấy có những cái sợi nhỏ này, không phải là lông ha, đó là những cái sợi pili. À, sợi pili có vai trò gì đó thì mấy bạn về lật là cái bài đại cương về vi khuẩn ha. À, vi khuẩn này nó không có lông ha, do đó nó không có chuyển động. Những cái sợi nhỏ rất là mảnh này gọi là cái sợi pili ha, không phải sợi lông. Rồi, cầu khuẩn lậu đó thì nó cũng có cái khả năng thích nghi cũng khá tốt, nhưng mà môi trường nuôi cấy nó cũng cần phải có giàu dinh dưỡng ha. Do đó người ta thường dùng thạch máu hoặc là thạch sô cô la. Thế là không phải là thạch dinh dưỡng mà bổ sung sô cô la vô đâu, mà nó là thạch dinh dưỡng bổ sung khoảng 5-10% máu động vật vô, nhưng mà bổ sung lúc cái môi trường thạch nó còn nóng, khoảng 60 độ C nha. Cho sức nóng, với sức nóng như vậy thì nó làm cho cái máu động vật nó biến tính một phần, nó tái đi giống như cái màu sô cô la, cho đó người ta gọi là thạch sô cô la. Thì đa số các vi khuẩn lậu nó có thể tạo được cái khuẩn lạc khá lớn ha, từ 1-3 mm ha, trơn láng tròn lòi như thế này. Tuy nhiên có một số chủng vi khuẩn lậu thì nó là trơn láng tròn nhưng mà cái bề mặt của nó hơi phẳng chút xíu ha, nó không có lòi lên. Đây các bạn thấy đây nó lòi vòng lên ha, còn này nó hơi phẳng cái bề mặt xuống. Rồi, khả năng phân giải đường thì chỉ có một loại đường gluco nó được phân giải và nó đổi màu chất chỉ thị nha, từ màu đỏ sang màu vàng thôi, còn những loại đường khác thì không phân giải được. Cái lưu ý là cầu khuẩn lậu nếu mà mình thực hiện thử nghiệm Catala thì nó vẫn cho Catala dương tính giống như con tụ cầu nha mấy bạn ha. Đây, nó làm sủi bọt nước oxy già lên giống như này ha. Và cái nữa là thử nghiệm oxida thì nó cũng dương tính. Thử nghiệm oxida tức là người ta sẽ có cái giấy giấy thấm tẩm cái dung dịch thuốc thử oxida và lấy khuẩn lạc vi khuẩn nhúng vô cái quẹt vô cái tờ giấy thấm ha. Đợi khoảng 30 giây sau tờ giấy thấm nó sẽ chuyển màu tím hoặc là màu tím đen như thế này. Rồi, về khả năng gây bệnh đó, lưu ý cái là cái con vi khuẩn lậu nó không gây bệnh ở động vật ha, mà chỉ gây bệnh ở người thôi. Rồi, đường lây truyền, thời gian ủ bệnh ha. Và chủ yếu á, là nó gây viêm xâm lấn mô tổ chức, gây sơ hóa mô tổ chức, nó không có không có tiết ra ngoài độc tốt. Thì bệnh lậu thì chủ yếu là ở đường sinh dục ha. Ngoài ra thì cũng có một số cái cơ quan bộ phận ngoài cơ quan sinh dục cũng bị tấn công bởi vi khuẩn lậu. Thì ở đường sinh dục nam đó thì bệnh nó thường diễn tiến rầm rộ với tình trạng viêm niệu đạo cấp ha, có thể lan lên tiền liệt tuyến túi tinh và bệnh nhân sẽ có cái đặc điểm là tiểu rất là đau ha. À, nếu mà lan lên tiền liệt tuyến túi tinh thì có thể có kèm theo sốt. Ở nữ thì cái triệu chứng lậu thì nó kín đáo, thường bệnh nhân có thể bỏ qua bỏ sót. Một số cái dấu hiệu mà có thể đưa bệnh nhân đi khám là bệnh nhân thấy huyết trắng tiết ra nhiều quá, có màu đục là vàng, thậm chí có lẫn máu, hoặc là có cái mùi nó hôi bất thường. Một số người cũng đi khám vì lý do nó bị áp xe những cái tuyến ở bộ phận sinh dục ngoài như cả tuyến Bartholin hay là tuyến Sten.
Còn ngoài cơ quan sinh dục, ha, vi khuẩn lậu có thể tấn công lên khớp, ha, gây ra viêm khớp ở người thường gặp ở những người trẻ trẻ tuổi. Ha. Ngoài ra cũng có thể gây viêm họng, viêm kết mạc, viêm nội tâm mạc, vân vân. Rồi, miễn dịch của bệnh là miễn dịch yếu không bền. Do đó thì người bệnh dễ bị tái nhiễm. Rồi, một số hình ảnh minh họa. Thì đây là cái trường hợp viêm niệu đạo cấp do lậu ở nam. Bệnh nhân sáng sớm ngủ dậy, bóp cái đầu dương vật thì thấy nó tiết ra cái giọt mủ như thế này, nghe miệng lỗ sáo. Còn ở nữ thì không phát hiện được ha, không có, đa số thì người ta không có để ý, triệu chứng không có rõ ràng. Đi khám phụ khoa thì đặt cái mỏ mỏ vịt nghe quan sát âm đạo thì sẽ thấy nó có dịch đục ha, mủ. Rồi soi cổ tử cung đây ha, cái cổ tử cung mình sẽ thấy có viêm xung huyết cái cổ tử cung và có động mủ ở cái lỗ cổ tử cung. Rồi đây trường hợp áp xe cái chứng Bartholin ở một cái nữ bệnh nhân bị mắc bệnh lậu. Rồi đây là viêm kết mạc mắt ở trẻ sơ sinh do vi khuẩn lậu. Những bà mẹ bị mắc bệnh lậu mà không có không biết á, khi mà đi có mang đi sanh con theo ngã sanh thường thì vi khuẩn lậu ở vùng âm đạo có thể nhiễm vô cái con mắt, nhiễm vô vô mắt của đứa trẻ gây viêm kết mạc cấp, rất là nguy hiểm. Có thể viêm để lại cái di chứng ở mắt, viêm họng cấp do lậu. Rồi những cái tổn thương ở da do vi khuẩn lậu cũng ít gặp. Rồi xét nghiệm chủ yếu là chẩn đoán bệnh lậu là người ta dựa vô quan sát hình thể, nó có cái đặc điểm rất là đặc trưng, nó là những vi khuẩn có dạng hình hạt, gram âm và phân bố chủ yếu ở trong tế bào bạch cầu đa nhân. Các anh chị lưu ý ha, phân bố chủ yếu trong tế bào bạch cầu đa nhân. Còn ngoài ra nếu mà khi mà đi làm cái tiêu bản nhuộm răng dịch tiết ở một số cái người ở đường tiết niệu á thì vẫn có thể thấy vi khuẩn hình hạt gram âm, nhưng mà không có nằm trong tế bào bạch cầu đa nhân thì không phải là vi khuẩn lậu đâu các anh chị ha, lưu ý cho này. Tại vì nó có những cái vi khuẩn khác cũng thuộc cái giống Neisseria. Lưu ý là vi khuẩn lậu thì có hình hạt gram âm và phân bố tế bào chủ yếu trong tế bào bạch cầu đa nhân, tức là cái hiện tượng thực bào không hoàn toàn. Tế bào bạch cầu đa nhân nuốt cái vi khuẩn vô nhưng mà bắt vi khuẩn vô rồi không có tiêu hủy được. Kết hợp quan sát hình thể rồi hỏi bệnh sử của bệnh nhân thì đã gợi ý cho người thầy thuốc có cái hướng chẩn đoán bệnh rồi ha. Rồi sau đó thì sẽ cho thuốc bệnh nhân rồi lấy mẫu bệnh phẩm gửi phòng xét nghiệm để mình củng cố chẩn đoán sau này ha. Cái phân lập định danh hình ảnh sinh đồ cho thuốc rồi xong rồi hẹn bệnh nhân khoảng 2 ngày sau tới thì nó có kết quả cái phân lập định danh là hình ảnh sinh đồ để mình chẩn đoán xác định, đồng thời mình có thể mình điều chỉnh cái kháng sinh cho nó phù hợp cho bệnh nhân. Rồi ngoài ra còn có thể có thử nghiệm huyết thanh ELISA vân vân, những thử nghiệm này nó cao cấp mà không cần thiết ha. Ít có được sử dụng ha. Rồi đây cái sơ đồ chẩn đoán thì bệnh mẫu bệnh phẩm á, thì người ta chia thành hai nhóm, lấy từ cái mẫu môi trường vô khuẩn ha, và môi trường không vô khuẩn. Môi trường vô khuẩn là ở đâu các anh chị? Ví dụ như mô khớp, những trường hợp mà viêm khớp nghi do lậu. Còn môi trường không vô khuẩn thì nhiều ha, có thể ở vùng đường tiết niệu, đường sinh dục, ở vùng họng, thậm chí ở hậu môn trực tràng, ở những người quan hệ đồng tính nam. Thì trên môi trường vô khuẩn đó thì mình phải dùng cái môi trường
phân lập chọn lọc. Đây là những môi trường phân lập chọn lọc vi khuẩn lậu. Trong những môi trường chọn lọc này á, thì là môi trường dinh dưỡng, người ta bổ sung vô những cái thuốc kháng sinh và kháng nấm để ức chế những vi khuẩn khác. Chỉ vi khuẩn lậu nó mọc được do nó đề kháng tự nhiên với những cái thuốc kháng sinh, kháng nấm mà người ta bổ sung vô. Thì môi trường này nó đắt tiền, còn môi trường không chọn lọc là môi trường chocola agar thì nó rẻ tiền hơn rất nhiều. Rồi, cái này sơ đồ ha. Rồi, cái hai cái hình, hai cái hộp môi trường nuôi cấy phân lập vi khuẩn lậu, bên đây là cái môi trường không chọn lọc ha, còn đây là cái môi trường chọn lọc ha. Đây môi trường thay do mặt tin, thành phần của môi trường thay do mặt tin đây. Ở trên này thì hai môi trường giống cái phần màu chữ màu tím á, là hai môi trường giống nhau hết ha. Còn khác nhau á, ở trên cái môi trường thay do mặt tin á, người ta có bổ sung thêm vô các colistin, trimetoprim, vancomycin và nystatin. Thì ba cái kháng sinh đầu là chống là vi khuẩn ha, còn cái kháng sinh thứ ba là chống là vi nấm. Mà những cái thuốc kháng sinh kháng nấm này, con cầu khuẩn lậu nó đã kháng tự nhiên rồi, con cầu khuẩn lậu nào cũng đều kháng hết với bốn cái loại kháng sinh này. Cho nên nó nếu có thì nó sẽ mọc được trên cái môi trường chọn lọc này. Thì đây người ta lấy một cái mẫu bệnh phẩm phết trực tràng của một cái bệnh nhân quan hệ đồng tính nam, nghi là do lậu ở trực tràng. Thì nếu mà dùng cái môi trường không chọn lọc nuôi cấy ra trên đó, thì 24 giờ sau lấy ra xem, rất là nhiều cái khuẩn lạc, vi khuẩn mọc được trên môi trường này. Có thể có vi khuẩn lậu trong đây và những cái con vi khuẩn thường trú ở vùng trực tràng. Các anh chị biết là vùng trực tràng thì rất là giàu vi sinh vật thường trú. Một ml dịch ở vùng trực tràng nó có hơn 10 lít thừa 11 tế bào vi khuẩn ưa khí tiền nghi ở trong đó. Thì như vậy rất là khó để mình tìm thấy được con vi khuẩn mà mình muốn là con vi khuẩn lậu. Thậm chí con vi khuẩn lậu nó bị những vi khuẩn thường trú ở vùng trực tràng nó ác chế mất tiêu, nó không mọc được trên đây. Còn cũng là cái mẫu bệnh phẩm phết trực tràng ở bệnh nhân nghi lậu nuôi cấy trên môi trường chọn lọc ha, môi trường đây là môi trường thay do mặt tiên, thì chỉ có vài tế bào vi khuẩn mọc được thôi. Thì đây khả năng rất là cao là con vi khuẩn lậu. Đó là cái lợi ích của việc sử dụng môi trường chọn lọc để nuôi cấy phân lập những cái mẫu bệnh phẩm lấy từ môi trường nhiễm ha, môi trường không vô khuẩn á. Rồi, phòng bệnh. Lưu ý là chưa có vaccine để phòng bệnh lậu ha. Do đó phòng bệnh chủ yếu là sử dụng cái biện pháp chung ha. Rồi, cái lưu ý ở đây là trong những trường hợp trẻ sơ sinh mà sanh qua ngã sanh thường, thì đứa trẻ nào cũng vậy ha. Khi mà lọt lòng người mẹ thì sau khi vệ sinh hút đàn nhớt ủ ấm đứa trẻ xong, thì cái người nữ hậu sinh sẽ nhỏ vô mắt của đứa trẻ một trong bốn cái loại thuốc như đây để phòng viêm kết mạc mắt do lậu. Thế này các anh chị năm 3, năm 4 gì đó đi bệnh viện phụ sản, các anh chị vào phòng sanh các anh chị sẽ thấy người ta làm cái này ha. Ba cái dưới đây là kháng sinh ha, còn cái trên là nitrat bạc 2% rất là loãng. Thì trong nitrat bạc này thì người ta tận dụng cái vai trò của ion bạc ha, nó có tính chất là nó sẽ làm bất hoạt một số cái enzyme của vi khuẩn, ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Mà tại sao dùng nitrat bạc? Tại vì đối với ion bạc thì gắn với cái gốc nitrat thì nó có hòa tan thôi, còn những cái gốc khác thì nó kết tủa ha, nó sử dụng nitrat bạc là vậy. Rồi, nguyên tắc điều trị thì sử dụng kháng sinh đồ theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, người ta sẽ cập nhật thường xuyên.
Trước đây đó thì vi khuẩn lậu có thể được giải quyết bằng những cái thuốc kháng sinh thông thường. Tuy nhiên những kháng sinh này nó rẻ tiền, dùng đơn giản bằng đường uống, do đó người bệnh nhân có thể tự mua, sử dụng bừa bãi không đúng liều, không đủ thời gian, do đó đa số giờ nó kháng hết trơn rồi. Thì hiện nay đó thì người ta sẽ sử dụng một số kháng sinh mới, thì azithromycin cũng còn tương đối thôi, nhưng mà thật ra nó cũng đề kháng nhiều rồi. Trước đây azithromycin nó mắc tiền, mới ra nó mắc tiền khoảng gần 100.000 viên, mắc tiền, do đó cũng, nhưng mà giờ nó rẻ, giờ nó rẻ còn mấy ngàn viên, do đó người ta cũng xài bừa bãi, do đó chắc nó cũng kháng cũng nhiều. Còn những cái cephalosporin thế hệ 3, thế hệ 4 thì đa số thì nó sẽ xài cái đường tiêm, tiêm bắp và tiêm mạch, do đó thì nó ít được ít bị sử dụng bừa bãi hơn, do đó nó cũng còn khá nhạy. Học bài đại cương về thuốc kháng sinh rồi đúng không? Thì cephalosporin thế hệ 3, thế hệ 4 thì sau này người ta cũng có cái chế phẩm uống rồi. Rồi, qua tới còn não mô cầu. Thì về mặt hình thể thì nó giống y như con lậu cầu, nó cũng là vi khuẩn hình hạt gram âm, phân bố chủ yếu trong tế bào bạch cầu đa nhân. Rồi, nó hơi khác chút xíu là cái con não mô cầu thì nó có khả năng tạo cái vỏ, đạo vỏ, đây cái hình ảnh chụp hiển vi điện tử mấy bạn thấy có cái vỏ bên ngoài. Còn con lậu cầu thì không có cái đặc điểm này, không tạo vỏ, đối với con lậu cầu không tạo vỏ. Còn não mô cầu tạo vỏ, đây là cái khác biệt rất là quan trọng ở cái đặc điểm hình thể của vi khuẩn. Rồi, trong cái vỏ của con não mô cầu thì nó có một cái thành phần là cái polysaccharide gì đó ha, có tính kháng nguyên, và dựa vô đó người ta chia nó thành 13 nhóm thành. Trong 13 nhóm này có các nhóm có 5 nhóm là A, B, C, I và V135, gây ra khoảng hơn 90% các trường hợp bệnh. Ở Việt Nam của mình thì chủ yếu là ba nhóm ABC. Rồi, đặc điểm sinh học thì cũng giống như con lậu cầu ha. Môi trường nuôi gáy cũng phải giàu dinh dưỡng, thường dùng cái môi trường thạch sô cô la. Thì não mô cầu thì gây viêm viêm chủ yếu á, tổn thương chủ yếu là ở màng não tủy. Mẫu bệnh phẩm ở màng não tủy á, thì chủ yếu này nó là mẫu bệnh phẩm vô từ cái môi trường vô khuẩn đúng không? Do đó thì thường thì để cái bệnh phẩm màng não tủy thì dùng chỉ cần dùng cái môi trường không chọn lọc thôi, cái môi trường thạch sô cô la thôi. Rồi, khả năng phân giải đường thì não mô cầu nó phân giải được hai loại đường ha. Ngoài gluco nó phân giải được thêm đường manto, đây là cũng đặc điểm khác với cầu khuẩn lậu. Thử nghiệm oxida dương tính giống với lậu ha, catala cũng dương tính giống với lậu, và con tụ cầu ha, catala cũng dương tính. Rồi, về khả năng gây bệnh đó thì ở người bình thường thì có khoảng 30 cho tới 80% người lành mang vi khuẩn này ở vùng đường hô hấp trên, chủ yếu là ở vùng tỵ hầu. Do đó thì nó cũng là những cái vi khuẩn gây bệnh cơ hội ha. Nó lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, nó nằm ở cái vùng tỵ hầu, rồi bệnh nhân ho hay là nhảy mũi nó tạo thành những cái giọt bắn và những cái người khác vô tình hít phải thôi. Rồi, khi mà gặp điều kiện thuận lợi, tức là cái sức đề kháng của bệnh nhân bị suy yếu,
thì nó phát triển mạnh và nó xâm lấn vào mô tổ chức ha, để đi theo dòng máu đến màng não tủy, gây ra những cái bệnh cảnh nguy hiểm. Viêm màng não hay gặp, người ta có thể viêm màng não kết hợp với nhiễm trùng huyết, nặng nhất là cái trường hợp nhiễm trùng huyết tối cấp. Ngoài ra thì cũng có thể gây ra những cái tổn thương ở nhiều cơ quan bộ phận. Và cái khởi phát của bệnh viêm màng não mũ á, thì là cái triệu chứng đầu tiên đó là cái đường hô hấp trên, viêm mũi họng. Do đó những trường hợp viêm mũi họng thì mình đừng có quá chủ quan. Cũng đã có những trường hợp mà xảy ra thưa kiện tố cáo về cái trường hợp này rồi. Bệnh nhi tới vô phòng khám nhi khám vì viêm mũi họng, bác sĩ khám rồi cho về chẩn đoán viêm mũi họng, hai ba bữa sau nó sốt cao và nó ói, nôn ói, gồng cứng người, nó ra viêm màng não mũ và nó tử vong. Rồi, bệnh có tính chất theo mùa, thường gặp ở lứa tuổi trẻ em 1 đến 5 tuổi. Tuy nhiên á, thì vài năm gần đây thì người ta ghi nhận ở người trưởng thành vẫn có thể bị viêm màng não mũ do não mô cầu, nhất là những cái công nhân sống làm việc quá sức, sống ở điều kiện môi trường sống nó không có được tốt, môi trường điều kiện sống chật hẹp và ô nhiễm, và làm việc quá sức, sức đề kháng bị suy yếu, thì những cái con vi khuẩn mà nó nằm ở cái vùng tị hầu á, hoặc là vô tình hít phải những cái chủng não mô cầu có độc lực cao từ những cái người xung quanh, thì vẫn có thể gặp những trường hợp viêm màng não tủy ở người trưởng thành. Miễn dịch đối với bệnh do não mô cầu gây ra là miễn dịch khá bền ha, và không có miễn dịch kéo giữa các nhóm. Chính vì vậy đó thì mình cần phải phải nắm được cái vùng lưu hành của các nhóm huyết thanh mà mình mới chọn được cái vaccine phù hợp để phòng bệnh cho những người muốn tiêm phòng. Đây cái sơ đồ cách để biểu diễn cái đường lan truyền của vi khuẩn thôi. Rồi, mình lấy bệnh nhân và người thầy thuốc, mấy bạn thấy đó, nhân viên y tế của mình là cái đối tượng cũng nguy cơ cũng khá cao ha. Nếu mà mình có sức đề kháng yếu thì mình là cái người mà tiếp xúc với nguy cơ cao. Nếu mình không được thực hiện đúng cái quy trình thăm khám, trang bị bảo hộ, mình có thể mình hít vô cái đường hô hấp của mình đề kháng tốt, mình không có bị bệnh, nhưng mà nó nằm ở cái đường vùng tị hầu của mình á, mình mang đi mình có thể lây là cái trung gian đem đến cho người khác, nhất là người thân, con em ở nhà, con em cháu ở nhà. Cái sơ đồ tóm tắt cái đường lây truyền và những cái bệnh cảnh do não mô cầu gây ra. Rồi, đây cái tổn thương đặc trưng ở da do não mô cầu, đây là những cái ban xuất huyết và những cái mảng xuất huyết. Những cái trường hợp mà nó phát ra những cái ban xuất huyết và những cái mảng xuất huyết như thế này là những trường hợp khá nặng, rất nặng, có tiên lượng xấu, gọi là những cái tử ban đó. Rồi, bệnh phẩm để trong chẩn đoán đó thì thường lấy dịch não tủy và máu. Còn trong tầm soát bệnh trong cộng đồng được ra dịch tễ đó thì lấy nhầy mũi họng,
và nhớ là những cho dù mẫu bệnh phẩm nào đi nữa thì cái điều kiện bảo quản khoảng 30 đến 35 độ, tức là điều kiện nhiệt độ phòng, chứ không có bảo quản lạnh giống như những cái mẫu bệnh phẩm đấy với những cái tác nhân khác. Tại vì dưới 22 độ thì cái con vi khuẩn nó chết rất là nhanh. Cái này cái lưu ý bảo quản bệnh phẩm thì mấy bạn cần phải nhớ, nó hơi đặc biệt chút xíu. Rồi, chẩn đoán cũng vậy. Này cái tư thế chuẩn bị để chọc dò dịch não tủy ở bệnh nhi. Rồi, cái này cái cách phết lấy dịch tiết ở vùng tị hầu trong trường hợp điều tra dịch tễ. Thì lấy dịch dịch phết ở vùng tị hầu thì khó, phải bác sĩ có những dụng cụ chuyên dụng, cái que đè lưỡi dạng cong như thế này và cái que tăm bông dài cũng hơi cong để phết được cái dịch tị hầu. Để đơn giản đó thì người ta phết cái dịch tiết ở cái vùng cái ngách mũi dưới, cái khe mũi dưới cũng có thể lấy được vi khuẩn rồi, đưa cái que sâu vô đi thẳng ra sao, nó cũng hơi khó chịu, hơi đau, nhất là những trường hợp mà có dị dạng cái vết ngăn, vẹo vết ngăn á, đưa vô hơi đau, hoặc là quá phát cái cuốn mũi, cái cuốn mũi này nó to, đưa vô nó có thể chạm và nó đau, chỉ chảy máu mũi. Rồi mình phòng bệnh thì mình biết rồi, có khoảng 30% gì dân số có mang vi khuẩn này ở vùng hầu họng. Những cái vùng mà có bệnh dịch đang lưu hành đó, thì tỷ lệ nó rất là cao, có 70-80% người dân ở cái vùng có bệnh có dịch mang vi khuẩn này ở vùng tị hầu. Rồi, biện pháp phòng bệnh là biện pháp chung, ngoài ra có vaccine phòng. Bây giờ là có đủ vaccine để phòng các tiếp. Và thường người ta sẽ không có phối hợp được hết tất cả 13 nhóm huyết thanh. Có thể vaccine phòng 2 nhóm, 3 nhóm là tối đa. Chưa có vaccine nào phòng được hết một cái loại vaccine mà phòng được 13 cái nhóm huyết thanh của não mô cầu. Chính vì vậy mình cần phải điều tra dịch tễ ở cái địa phương này nó vậy, xác định được điều tra dịch tễ, qua điều tra dịch tễ thì sẽ xác định được địa phương mình đang có cái tiếp huyết thanh nào lưu hành và sẽ chọn ra cái loại vaccine phù hợp để sử dụng. Rồi do viêm màng não tủy á, là cái bệnh cảnh rất là nặng, tỷ lệ tử vong cao, mà nếu mà thoát được đó thì nó bệnh nhân may mắn thoát được đó, thì sẽ có để khả năng để bị để lại những cái di chứng thần kinh sau này. Do đó thì khi một khi đã được chẩn đoán là viêm màng não tủy do não mô cầu thì phải xử lý rất là khẩn trương, như là một cái trường hợp cấp cứu trong y khoa. Rồi thì bây giờ mình sẽ có, nãy giờ mình sẽ đi lướt qua hết là cái cầu khuẩn gây bệnh trong chương trình rồi đó. Mình tới 9:40 thôi, mình còn 15 phút nữa. Mình sẽ đi lướt sơ ha. Các câu hỏi lượng giá, cái này thì tôi đã có trong clip, video clip thì tôi có đáp án cho mấy bạn hết rồi. Còn trong cái file PDF thì tôi cố tình tôi xóa đi cái đáp án để mấy bạn nào lười xem cái clip á thì mấy bạn sẽ không biết đáp án, mấy bạn sẽ ra cái file PDF, mấy bạn đọc cái file PDF không á, mấy bạn sẽ không biết đáp án. Mấy bạn sẽ làm thử trên cái file PDF, rồi mình sẽ muốn cái câu nào mình tự tin rồi thì thôi, còn câu nào mình nghi ngờ, mình không rõ thì mình sẽ vô mình mở cái clip lên, trên cái clip có đáp án ha. Bây giờ mình thử mình giải quyết chung trên lớp thử rồi ha. Môi trường của các phân lập chọn lọc tụ cầu là gì mấy bạn? C hả? Đúng rồi ha. Mình phát biểu nhiệt tình lên cho nhanh đi ha, để mình còn giải đáp thắc mắc hay sao nữa chứ. Rồi. Bệnh cảnh chung cầu khuẩn gây bệnh là gì? Nhiễm trùng bệnh viện gì?
trùng khuẩn cơ hội viêm sinh mủ và viêm mạng tính dẫn đến sơ quá mô tổ chức. Xe nha. Nhiễm trùng bệnh viện thì hay gặp tụ cầu ha, rồi nhiễm khuẩn cơ hội thì con nào cũng có hết. Nhưng mà con thì không có gây nhiễm khuẩn cơ hội à, là mấy bạn biết con gì không? Cái con vi khuẩn nào mà cầu khuẩn nào mà không có thường trú ở cơ thể à, nhiễm đó bệnh này, chứ không có người lành mang vi khuẩn đó, nhớ không? Nãy giờ mình nói nước qua rồi đó, các bạn nghe ở nhà xem ở nhà rồi, nãy tôi nói nước qua rồi đó, nhớ không? Để dành cho con vi khuẩn này. Giỏi quá rồi, bạn nào mới phát biểu á, lậu đúng rồi, vi khuẩn lậu đâu có thường trú ha. Rồi. Do đó thì mình không có chọn câu B được ha, ngoài tại vì nó dính con vi khuẩn lậu rồi, mấy vi khuẩn khác thì có thường trú, tụ cầu có ha, rồi, phế cầu cũng có, não mô cầu cũng có, nhưng mà con cầu khuẩn lậu không có, do đó mình không chọn ha. Và cuối cùng chỉ có cái chọn lựa là cầu câu C ha. Rồi câu cuối cùng là câu 3 là ba cái tiêu chuẩn có quan trọng để nhận diện cái con tụ cầu vàng, các bạn nhớ ha, trong máu beta, thử nghiệm Chapman dương, tức là nó mọc trong môi trường Chapman và làm đổi màu môi trường Chapman á, coagula trong ống nghiệm dương, đó là ba tiêu chuẩn để phát hiện con Staphylococcus aureus á. Câu 4, nguyên tắc quan trọng điều trị áp xe do con tụ cầu nãy nói rồi á ha, câu qua đúng rồi, nhận luôn ha, áp xe mà cứ quấn kháng sinh hoài là thua rồi, vaccine không tụ cầu. Dạ câu C. C ha, rồi yếu hơn bền ha, cái chỗ này nè đúng ra là phải anh nghiêng, tôi copy tôi bán qua nó không có nghiêng ha, tên quy ước là phải anh nghiêng ha. Rồi câu 6, stress tôi oxy cũng phải anh nghiêng đó, từ copy từ cái thay quật tôi thả qua thì nó mất cái yên nghiêng. Câu E. Câu nào? Câu 6, đâu có E đâu mà E không? E thầy, E. E, rồi E. Rồi câu 7, chốt tinh hồng nhiệt con nào? Hãy đi xin đi đi ha, chốt tinh hồng nhiệt là cái viêm không sinh mủ của con stress fusion đó ha. Rồi câu 8 là nào? B. Cơ bản là nào? B. Cái C là sai đó ha. C coagula để phát hiện cái con tụ cầu gây bệnh thôi. Rồi. Liên cầu nào? Hiện nay có vaccine chủng ngừa. Nãy nhắc đi nhắc lại là con phế cầu rồi ha. Câu B ha. Câu B. Kháng sinh nào sẽ đây dùng để phòng tái nhiễm có con stress fusion nào, con cái kháng sinh nào mà có cái thời gian bán quỷ dài á ha, benzathine penicillin G, đặc điểm hình thể của con lậu D. Đây nhớ ha, mình có thể mình nói nó hình hạt ram âm xếp thành từng đôi, hoặc là mình có thể nó hình cầu ram âm xếp thành từng đôi cũng được, nghe không? Đừng có tôi ghét nhất là nó hình vi khuẩn, đừng có nói là cầu khuẩn hình hạt ram âm xếp thành từng đôi là không được nha, nhớ chưa? Cầu khuẩn còn hình hạt gì nữa ha, nó cũng là một thôi nhưng mà nó dư. Mà đầy đủ nữa là vi khuẩn hình hạt ram âm xếp thành từng đôi, phân bố chủ yếu trong tế bào bạch cầu đa nhân, nó mới là đầy đủ nhất á. Còn này thì người ta cho về thì mình cứ chọn cái nào đúng nhất thôi trong bốn ý này thôi ha.
Rồi, câu 12 là gì các bạn? Xin xin. Chuyên cách mạng cấp thôi ha. Rồi, 13 là tác nhân gây lậu chủ yếu. Chẩn đoán tác nhân gây lậu chủ yếu dựa phương pháp nào? À, chủ yếu dựa phương pháp hình thể và nuôi cái phân lập. Tại vì hình thể thì nó gợi ý mình rất là nhiều rồi. Nuôi cái phân lập thì cũng đơn giản, cũng không có tốn kém thời gian bao lâu, chi phí cũng không có cao. Còn làm những cái kỹ thuật khác cũng có thể chẩn đoán ra, nhưng mà nó chi phí cao quá và đòi hỏi cái cơ sở vật chất đầu tư nhiều, cho nên người ta cũng ít chỉ định như vậy. Rồi, 14, nguyên tắc phòng bệnh lậu hiện nay là gì? Có vaccine không? Không có đâu ha. Dùng kháng huyết thanh đặc hiệu không? Không. Dùng kháng sinh dự phòng không? Không có ha. Ai uống kháng sinh hay sao? Thì đó thì chọn câu cuối cùng ha. Tự nhiên cái quan hệ tình dục không an toàn về cái đè ra uống kháng sinh được ha. Do đó quan hệ tình dục an toàn. Rồi. Nguyên tắc điều trị bệnh lậu làm gì? Có cách ly điều trị triệt để không? Không ha. Dùng kháng sinh kháng huyết đặc hiệu không? Sử dụng kháng sinh đầu theo các đồ của tổ chức y tế thế giới. Cái tra này trách bạc trực tiếp vô tổn thương không? Con mắt nó thường ra được để lậu qua quan sinh dục đè ra nhỏ này trách bạc cũng được ha. Rồi do đó mình dùng sử dụng kháng sinh. Rồi đặc điểm nào? Chỉ có ở con não mô cầu, có ở con lậu cầu. D hả? Cầm bài à đúng rồi đây. Tạo lớp nít á thì con lậu thì thường gặp lớp nít, nhưng mà con não mô cầu cũng gặp nhưng mà hiếm hơn, ít gặp hơn ha, nhưng mà vẫn có. Còn tạo vỏ thì chỉ có con não mô cầu có, con lậu còn không có. Vậy ABCD ở Việt Nam mình A ha. Rồi 18 C ha. Nhớ là đa hầu như bệnh mẫu bệnh phẩm nào đi nữa thì đều phải bảo quản lạnh từ 4 cho tới 10 độ. À, riêng chỉ có bệnh phẩm mà nghi ngờ não mô cầu thì phải để ở nhiệt độ phòng. Nếu mấy bạn bỏ vô 40 độ là đi nuôi cái chắc chắn không mọc, chết ngắt hết trơn rồi. Mọc gì nữa ha. Còn nữa. Còn não mô cầu gây bệnh chủ yếu ở đâu? B. B. Đây hả? Ở vậy. B. 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 B nhau. Đường hấp nằm vùng tị hầu á, ho hắt hơi nó bắn ra hít vô thôi. Rồi, nguyên tắc điều trị viêm màng não do não mô cầu. Dạ a. Chữa theo trường hợp cấp cứu ha. Rồi hết rồi. Trước là tên vi khuẩn là anh nghiêng ha. Gây nhiễm khuẩn huyết tới dẫn tới suy đa phủ tạng, ảnh hưởng đến tạng nào? Mức độ nguy hiểm làm sao? Có thể dẫn đến tử vong khi tạng nào bị ảnh hưởng. Rồi lớp lớp trưởng của lớp A trước đây có thể trả lời câu này cho giúp bạn không? Đầu tiên mình phải định nghĩa là suy đa phủ tạng là nó làm sao. Rồi những tạng nào hay gặp. Rồi. Tử vong khi tạng nào bị ảnh hưởng nặng. Lớp A lớp trưởng đâu rồi? Không có không lớp trưởng thì lớp khó học tập. Quốc Huy có đó không? Dạ em đây ạ. Rồi em giúp bạn lớp A lớp B coi trả lời câu hỏi của bạn lớp B được không?
cho ý kiến đi, cho ý kiến. Siddha Phủ Tạng thì em sao là Siddha Phủ Tạng? Đại, em nghĩ là Siddha Phủ Tạng là nhiều tạng bị giảm chức năng. Rồi. Rối loạn suy yếu chức năng ha. Nhiều tạng là mấy tạng? Em không biết. Từ 2 trở lên ha. Ít nhất là 2 tạng. Hệ thống tạng ha. Ví dụ như là hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiết niệu, hệ thần kinh. Rồi, những tạng nào ảnh hưởng mức độ nguy hiểm ra sao? Đó, thì tạng nào mình ảnh hưởng hết ha. Rồi. Hệ thần kinh thì nó thường nó gây rối loạn ha, rối loạn thần kinh. Những triệu chứng đầu tiên là rối loạn hệ thần kinh trước ha, điều hòa của hệ thần kinh. Rồi, cuối cùng là suy giảm mà mất ý thức ha. Rồi hệ hô hấp thì nó suy giảm chức năng của hệ hô hấp, dẫn tới cuối cùng hậu quả thì bệnh nhân sẽ bị suy hô hấp, là bị tăng cái nồng độ carbonic trong máu và giảm cái nồng độ oxy trong máu. Hệ tuần hoàn thì sao? Bệnh nhân sẽ bị rối loạn vận mạch ha. Rồi có thể bị đông máu trong cái mạch máu ha. Rồi hoặc có thể bị xuất huyết, hoặc nặng hơn á, thì ảnh hưởng tới cái chức năng của tim ha. Làm giảm cái hiệu suất của tim, máu đi đến cơ quan bộ phận không đủ, thì từ đó nó sẽ dẫn đến những cái rối loạn, những cái hậu quả trực tiếp về sau. Giảm công lượng tim á ha. Rồi hệ tiết niệu thì hay gặp nhất là nó suy thận cấp ha. Bệnh nhân bị giảm gọi là mất cái khả năng lọc của cầu thận, bị ứ động lại những cái chất độc, ví dụ như là ure, tăng cái ure huyết, tăng cái creatinine. Rồi hệ gì nữa? Nhờ thì nói chung hệ nào cũng nguy hiểm hết, cũng dẫn tới tử vong được hết. Mà mình biết là quan trọng là hệ hô hấp và hệ tuần hoàn. Não của mình chỉ cần 4 phút là lên đường rồi ha. 4 phút mà không có oxy tới nuôi thì tế bào não, tế bào thần kinh nó sẽ bị chết, không phục hồi. Được chưa bạn, bạn lớp này như lớp B, lớp trưởng lớp B thắc mắc không? Câu này. Còn ở tiêu hóa thì thường thì ở ảnh hưởng mình hay gặp là ở gan ha, làm bệnh nhân có biểu hiện là vàng da ha, vàng da nó tăng men gan, rồi cái gan nó không có lọc được, thải được chất độc ha. Và nhất là cái tình trạng mà những cái vi khuẩn ở đường tiêu hóa nó theo cái tĩnh mạch cửa nó đi lên gan, mà cái gan nó bị suy giảm chức năng thì vi khuẩn nó có thể không có được thanh lọc ở cái qua gan, nó đi vào đường máu như những đường huyết ha. Ngoài ra thì ở ở ruột thì nó cũng có thể là làm xuất huyết tiêu hóa cũng hay gặp. Còn suy thận cấp thì mình hay gặp cái gì? Nó giảm cái độ lọc của thận, do đó thì ứ động những cái chất độc. Một thứ hai nữa, cái lượng nước tiểu của bệnh nhân giảm, thậm chí vô nẹo luôn. Rồi, cơ quan nào, tạng nào bị suy thì cũng tử vong. Thì
suy đa phủ tạng thì thực ra nó có nhiều nguyên nhân gây ra, ví dụ như chấn thương nặng, chấn thương lớn, chấn thương nặng thì cũng có thể gây gây suy đa phủ tạng, bị nhiễm độc cũng gây suy đa phủ tạng, thậm chí phỏng, bị phỏng mà ở diện rộng cũng có thể gây suy đa phủ tạng, nhiễm trùng cũng gây suy đa phủ tạng, thì đặc biệt thì suy đa phủ tạng nó gặp tới có nguyên nhân do nhiễm trùng thì người ta thống kê có khoảng từ 40-80% trường hợp suy đa phủ tạng là có nguyên nhân do nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết. Rồi bây giờ mình thôi có câu đầu thì đứng qua được ha, để mình còn có mấy phút nữa, hai phút nữa mình giải quyết cái câu sau. Tại sao tụ cầu có nuôi cấy lâu ngày thì nó thành râm dương, nó chuyển thành râm âm? Có bạn nào xung phong không? Nãy tôi nói sơ là tại sao rồi đó ha, do dựa vô cái cơ chế của nhuộm răng. Ai xung phong không? Nguyễn Trình Dược giỏi hơn nha, à, khi bạn Dược thử coi. Dược lớp trưởng của lớp Dược là Dược không có lớp trưởng này hả? À, Nhân Văn còn đây không? À, đi họp rồi. Dạ có. Rồi sao bạn Nhân Văn có thể cho ý kiến về câu hỏi của bạn lớp B nè, tại sao tụ cầu nuôi ở môi trường dinh dưỡng nhân tạo để lâu ngày không bổ sung nữa? Tự mình nuôi đó, mình đâu có cách nào bổ sung nữa ha, cấy nó lên cái trong ống nghiệm rồi thì để đó theo dõi, lúc đầu mình 24 giờ sau lấy ra nhuộm nó râm dương, nhưng mình để 4-5 ngày sau mình khui cái ống nó ra mình nhuộm lại thì nó mất tiêu râm dương rồi, nó thành râm âm. Sao kỳ vậy? Ý của bạn hỏi vậy đó. Sao? Em nghĩ là do nó có cái vỏ. Có cái vỏ hả? Có đâu không? Ông nuôi thời gian á, cái con vi khuẩn á, lúc mà mới phân lập từ mẫu bệnh phẩm thì những cái con mà có độc lực cao á, thì nó có thể có vỏ ha. Nhưng mà nuôi thời gian sau á, thì đa số nó sẽ mất đi cái vỏ đi ha. Mất cái vỏ. Rồi thay được rồi. Rồi cũng có là một ý kiến ha. Nhưng mà không sao, học mà. Rồi. Rồi, cảm ơn Nhân Văn. Và tiếp theo, lớp trưởng lớp A nãy rồi phải không? Lớp trưởng lớp B. Lớp trưởng lớp B thắc mắc câu này phải không? Có tìm ra được là giải đáp chưa? Rồi, lớp trưởng lớp C, để họ bỏ sót nó phân bì. Lớp trưởng lớp Ủa lớp C không có lớp trưởng hả? Không có danh sách đây ha. Rồi, lớp phó học tập thứ nhất. Dạ em lớp phó học tập. Rồi lớp phó học tập là lớp C là Mậu Tùng hay là Quỳnh Minh? Dạ Ngọc Khang thầy, tại mới vừa đổi. Dạ đúng. Dạ thầy kêu Quỳnh Minh Trường cũng được nữa thầy. Ủa sao nhiều lớp phó vậy? Dạ ba lớp phó là... Vậy là ở đây là có sự lật đổ của các lớp phó với nhau ha. Rồi không sao, thay đổi thôi, phải nếu mà không thay đổi thì sẽ bị thay thế ha. Rồi bạn Minh Trường hả? Bạn nào nãy mới phát biểu á? Dạ em Ngọc Khang thầy. Rồi Ngọc Khang ha. Rồi cảm ơn Ngọc Khang. Rồi theo ý Ngọc Khang thì này tại sao vậy? Dạ thầy là đối với vi khuẩn mà mắc màu râm dương thì cái lớp peptidoglycan của nó tới 40-50 lớp. Nhưng mà nếu mình đem ra ngoài mình cấy lâu quá thì kiểu các nếu mà để lâu ngày mà không có cung cấp dinh dưỡng hay gì thì cái lớp đó nó sẽ giảm bớt và lâu ngày thì nó còn có một lớp thôi, mà nếu mà peptidoglycan còn một lớp thì nó sẽ bắt màu râm âm nên là nó sẽ chuyển màu. Yeah. Ủa này em tìm đâu ra hay vậy? Dạ em suy đoán thầy, tại vì cái bài đại cương vi khuẩn thầy, em thấy cái hai cái lớp peptidoglycan của nó khác nhau, với lại ở vi khuẩn nam âm thì nó không có acid tetraonic nên là
mắt nào khác nhau. Dạ. Đó vậy là mới là xứng đáng là lớp phó Phật ha. Đúng rồi đó ha. Em suy luận gì cũng hợp lý đó nha. Rồi. Mấy bạn thấy hai cái hình tôi mới vừa chiếu lên cho mấy bạn đó. Thì sự khác biệt trong cái cấu trúc thành tế bào của con vi khuẩn gram âm và con vi khuẩn gram dương không? Ha. Con vi khuẩn gram dương á thì cái cấu trúc thành tế bào nó rất là giàu cái peptidoglycan ha, nó rất là nhiều dày. Và peptidoglycan này nó có vai trò nó giữ lại cái phức hợp tím gentian ha, trong cái lớp peptidoglycan. Và nhờ nó mà nó giữ được cái phức, khi mà mình tẩy cồn trong quá trình nhuộm ram á thì cái phức hợp màu tím gentian nó bị nó vẫn còn giữ được trong cái lớp peptidoglycan dày này. Còn cái con vi khuẩn gram âm, cái peptidoglycan nó có chút xíu mỏng dánh thì tẩy gòn trong 30 giây thì nó trôi mất tiêu. Rồi sau đó người ta mới nhuộm lại lần thứ hai, trong cái phương pháp nhuộm gram thì người ta nhuộm lần thứ hai bằng cái màu đỏ cũng xin. Thì con gram dương á thì nó vẫn còn giữ được cái màu tím trong cái peptidoglycan, do đó nó không bắt màu đỏ được ha, nó vẫn giữ màu tím khi mình sau khi quá trình nhuộm xong mình soi thì vẫn tế bào nó vẫn còn màu tím. Còn vi khuẩn gram âm lớp peptidoglycan mỏng quá ha, do đó khi mà mình nhuộm á mình tẩy màu 30 giây thì cái phức hợp màu tím gentian nó bị trôi mất. Do đó khi mình nhuộm lại cái bước nhuộm thứ hai bằng cái dung dịch fusin có màu đỏ đó, hoặc là có nhiều phòng xét nghiệm người ta dùng cái phẩm màu đỏ safarin thì con gram âm nó bắt màu đỏ ha. Giải thích tại sao cái con gram dương mà nuôi cấy một khoảng thời gian lâu, để lâu quá thì nó bị chuyển thành gram âm, là con vi khuẩn mình nuôi trong ống nghiệm thì nó sẽ sinh sản, nó sinh sản và khi mà nó phân bào á thì nó phải cần có những cái chất dinh dưỡng ha, carbon, hydro, oxy đúng không, để nó tổng hợp ra cái peptidoglycan ha. Và cái nhu cầu rất cao cái nguồn dinh dưỡng để tổng hợp peptidoglycan. Và khi mình nuôi trong ống nghiệm đó thì một vài ngày đầu thì cái nguồn dinh dưỡng trong ống nghiệm nó còn dồi dào, vi khuẩn nó nhân đôi thì nó vẫn còn tổng hợp đủ cái độ dày của cái lớp peptidoglycan. Nhưng mà càng về sau thì nguồn dinh dưỡng nó cạn kiệt dần, mà vi khuẩn nó vẫn phải sinh sản đúng không, nó sẽ vẫn phải sinh sản. Và nó khi mà nguồn dinh dưỡng cạn thì nó sẽ tổng hợp thiếu cái lớp peptidoglycan, lớp này nó sẽ mỏng dần, lên lúc nào đó thì nó coi như nó cũng gần như là vi khuẩn gram âm ha. Lúc đó nó không có giữ được cái màu phức hợp, không còn giữ được cái phức hợp màu tím gentian khi mình nhuộm gram nữa ha. Thường mình để khoảng nhiều ngày, khoảng chừng 10-20 ngày sau mình nuôi cấy, khi lấy cái mẫu nuôi cấy vi khuẩn trong ống nghiệm để lâu 10 ngày, sau 10 ngày thì khả năng mình từ gram âm, từ gram dương nó chuyển thành gram âm. Thực ra nó không phải nó chuyển thành gram âm, mà con vi khuẩn gram dương lúc này nó do cái peptidoglycan nó bị thiếu hụt, nó mỏng, do đó nó không còn giữ được cái phức hợp màu tím của cái thực dụng gram vậy thôi. Còn nếu mà mình nuôi nó mình bổ sung cấy nó qua cái môi trường mới giàu dinh dưỡng thì nó phục hồi lại. Các bạn nắm được chỗ nào? Tức là nó sẽ phục hồi trở lại được, nó đã thành con gram dương do nó đủ chất dinh dưỡng, nó tổng hợp là cái peptidoglycan ha, chứ không phải là nó chuyển thành gram âm luôn đâu ha. Lúc đó chuyển luôn thành gram âm thì mình nuôi cái nó không phục hồi, còn này mình phục hồi cái là nó phục hồi. Nên nắm được chỗ này chưa, chỗ này mình đi qua được chưa mấy bạn?
À, tôi mới nhận được cái bạn Phổ Khánh Trần, đó là Trần Phổ Khánh ha. Danh sách của lớp 2B rồi ha. Rồi. Rồi, có sao kêu ha. Rồi, câu này mình đi qua luôn được chưa? Thôi mình kết thúc đi mấy bạn ha. Cũng hay giờ đủ giờ ha. Hình như 40 hay 50, 9 giờ 40 mới hết không? Hay quá giờ chứ. Thôi, mình kết thúc. Để mấy bạn còn vô giờ của giảng viên sau nữa phải.